Mình hướng dẫn các bạn làm cách gà rang gừng thơm ngon nhé. Nguyên liệu của mình gồm có 500g thịt gà này. Nếu các bạn có củ gừng thì mình dùng một củ gừng, nhưng đây hôm nay mình dùng với gừng lá, gừng tươi, gừng lá đấy, để mình làm để cho thịt gà nó khác vị ngon hơn. Và các bạn cho mình một chút rượu và thịt gà để mình ướp nhé. Các bạn cho mình một chút rượu vào để mình ướp cho gà khỏi tanh nhé. Và bây giờ mình sẽ thái gừng và hành cho vào đây để mình ướp cho thơm nhé. Và các gia vị khác như bột canh và chín hạt lêm. Bây giờ mình sẽ thái hành nhé. Các bạn thái hành nhỏ ra cho mình để mình cho vào bát thịt gà để mình ướp nhé. Gừng các bạn cũng thái nhỏ ra cho mình. Các bạn ăn gừng tươi này, gừng lá này này, nếu khi ăn thịt gà với nước thịt gà rất ngon, các bạn ăn với cơm thì quá tuyệt luôn. Vì món này là gà rang gừng nên mình sẽ thái nhiều gừng thêm các bạn, để cho nó đặc trưng của gừng mà rất thơm. Ăn gừng này thì ngon lắm, kể cả gừng này các bạn chỉ cần chưng với tương không thôi, các bạn ăn cũng ngon, ăn cơm ngon lắm chứ không cần phải thịt gà. Gừng lá chỉ có vào mùa này thôi, chứ còn để đến mùa thu một tẹo là lá sẽ lụi để nó xuống củ các bạn ạ. Nên là các bạn chỉ ăn được gừng lá vào mùa hè này thôi, khi mùa mưa nó nhiều nước á, thì gừng lá nó phát triển lá rất tốt. Sau khi thái xong rồi mình sẽ cho vào bát để mình ướp nhé, bát thịt gà để ướp. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ướp gia vị. Các bạn ăn nhiều thì các bạn cho nhiều canh nhé. Mình cho một thìa cà phê này hạt tiêu đi. Và một thìa cà phê bột canh nhé. Và đường nữa các bạn cũng cho mình thìa cà phê đường đi. À, 19 đường. Các bạn ăn đường thì các bạn ướp, mình không ăn đường thì mình sẽ không ướp nhé. Đây là tùy theo khẩu thích của các bạn, còn mắm thì mình sẽ ấy sau. Đấy, như thịt gà mình 500g thịt gà nhé, một củ hành thơm này, hai nhánh sả này, à hai nhánh gừng, quên lại không, lại là sả. Và một chút rượu để cho nó tản mùi tanh của thịt gà ấy. Một thìa bột canh này, một thìa hạt tiêu này và một thìa mì chính các bạn ạ. Các bạn ướp cho mình tầm 20 phút nhé, thì mình sẽ cho lên bếp để mình nấu. Các bạn đừng ướp nhiều quá, nhưng mà các bạn ướp lâu hơn là các bạn phải cất vào tủ lạnh ấy. Tầm 30 phút là mình phải cất vào tủ lạnh các bạn ạ. Các bạn ướp cho mình 20 phút xong bên đó mình sẽ đi nấu. Sau khi được 20 phút rồi, các bạn cho mình một ít dầu vào chảo nhé. Đây, mình cho một ít dầu vào chảo như này và mình sẽ cho thịt gà vào. Mình ướp để cho nó thấm gia vị vào gà mà các bạn, cho nó ngon đấy. Nên là mình mới phải ướp để cho nó thấm. Mới đầu này các bạn cứ cho mình lửa vừa đấy nhé, để cho nó khỏi cháy chả nhé. Khi mà mỡ gà nó bắt đầu chảy ra rồi các bạn ạ, thì mình có thể cho lửa to để cho nó ra mỡ, để cho nó nhanh ra khô hết nước, để nó vàng gà.
với gừng này gà của mình rất đẹp và ngon, chứ xanh như màu hành luôn các bạn ạ. Các bạn không phải cho hành cũng được, hành lá tên như hành, hành hoa cũng được, vì cái gừng này nó xanh như màu hành luôn. Thơm ngon. Bây giờ mình kiểm tra xem gà vàng trên chưa các bạn ạ. Đây là phần da này mình sẽ dán dưới này để cho nó ra mỡ này. Da gà nó sẽ ra mỡ. Đây là mình làm cho nó đổ giữa ra để các con ăn mạ miệng. Các bạn cứ dán cho mình nhé, nó vàng. Bây giờ mình thử kiểm tra xem là gà của mình đã vàng chưa các bạn nhé. Hơi vàng. Mình sẽ rửa một cái. Như này là mình rửa mặt gà luôn các bạn. Con nhà mình nó không thích ăn gà mà trắng quá, có thể hơi vàng vàng kẹo để các cháu thích ăn. Còn nhiều bạn thì mới thích ăn gà trắng. Nhìn gà và ngá ngon thật đấy. Khi gà đã vàng như thế này rồi các bạn ạ, bây giờ mình sẽ pha mắm và một chút nước vào để mình đun cho nó chín. Thì đây là mình làm cho mặt bên ngoài nó vàng thôi, chứ còn phần bên trong là chưa nó chưa chín được. Các bạn cho mình 2 thìa ăn phở mắm nhé. Đây là mình cho vào bát này của mình. Và 3 thìa nước lọc á, để mình cho vào để mình đun nó thịt gà. Đây, 2 thìa ăn phở mắm và 3 thìa nước lọc. Bây giờ các bạn cho vào đây để mình đun. Rồi các bạn lại đun cho mình lại nhé. Các bạn để đun cho mình độ 5 phút thì là sau đó mình sẽ bỏ ra cho thịt gà này. Sau khi được 5 phút rồi các bạn một vuông cho mình ra. Xem là mắm muối vừa chưa nhé. Lật lại ra để cho nó ngấm vào phần mặt này. Các bạn muốn ăn đường ấy, thì các bạn có thể cho đường nhé, nhưng mình không thích ăn đường thì mình sẽ không cho. Hôm nay là mình không muốn cho ăn đường, không muốn ăn đường mình sẽ không cho vào. Và có thể các bạn cho cả lá chanh vào nữa, nhưng mình hôm nay có gừng rồi nên là mình không cần lá chanh, vì gừng lá này nó có màu giống lá chanh này. Như thế này là được rồi đấy các bạn ạ. Giờ mình cho ra đĩa để mình dùng cho bữa ăn này. Mình lấy đĩa để mình cho ra. Bây giờ mình sẽ múc gà ra đĩa để mình dùng các bạn nhé. Với 500g thịt gà, 2 nhánh gừng và 1 củ hành thơm, 1 thìa bột canh, 1 thìa mì chính và 1 thìa hạt tiêu và 1 thìa lêm và 2 thìa mắm, 3 thìa nước lọc. Các bạn đã có một đĩa thịt gà rang gừng thơm ngon.
và có một chút nước để mình làm nước dưới nước sốt đấy, để cho các con ăn với cơm rất đậm đà. Chúc các bạn thành công với món ăn này nhé. Các bạn thích có thể chia sẻ giúp mình ẩm thực miền quê nhé.